Thì được trước bên công ty nhận được cái bằng kết quả của chị thì rất là bất ngờ. Chị đã được loại xuất sắc trong tiếng Anh. Thì không biết là nếu mà cho chị đánh giá chất lượng dịch vụ thì từ 0 đến 10 thì chị sẽ cho bao nhiêu ạ? Mình sẽ cho 10 điểm. Nếu mà có 11 thì mình sẽ cho 11. Xin chào, chị có thể giới thiệu cho mọi người biết được tên của chị là gì không ạ? Chào mọi người, mình tên là Hương. Thì chị có thể cho mọi người biết là chị vừa sử dụng dịch vụ gì từ công ty không phải không? Mình có sử dụng hai dịch vụ của bên công ty, đó là mình làm học bằng tiếng Anh ấy, và có làm một cái dịch vụ cho cháu ở Việt Nam qua bên này du học. Vậy là chị làm một dịch vụ tiếng Anh và một dịch vụ là cho cháu chị được sang nước Anh du học. Thì chị có thể chia sẻ cho mọi người biết là trước khi chị đến với công ty thì cái tiếng Anh của chị như thế nào? Trước khi đến với công ty ấy, thì tiếng Anh của mình rất là yếu, mình không có, gần như là mình chưa biết gì về tiếng Anh. Và khi đến công ty thì công ty sẽ có giáo viên giảng dạy mình ấy. Bây giờ thì mình cũng khá tự tin về tiếng Anh. Thì được trước bên công ty nhận được cái bằng kết quả của chị thì rất là bất ngờ. Chị đã được loại xuất sắc trong tiếng Anh. Thì không biết là nếu mà cho chị đánh giá chất lượng dịch vụ thì từ 0 đến 10 thì chị sẽ cho bao nhiêu ạ? Mình sẽ cho 10 điểm. Nếu mà có 11 thì mình cho thêm 11. Ok, chị có lời nhắn nhủ nào cho tất cả khán giả, những người đang đang phương vương và muốn sử dụng dịch vụ của 012? Mình muốn nhắn với mọi người, nếu mà ai đang phân vân về dịch vụ của 012 ấy, thì hãy quyết định nhanh chóng, bởi vì mình rất tin tưởng về dịch vụ của công ty 012 ạ. Thì xin cảm ơn chị. Thì ngày hôm nay thì mình là đại diện của công ty 012, thì mình rất là hân hạnh được đứng với chị Hương thì đón cháu của chị. Chị ấy vừa sử dụng dịch vụ cho cháu của chị sang nước Anh thì công ty mình đã giúp em ấy sang nước Anh thành công. Thì ngày hôm nay mình đang đứng với chị ở sân bay Heathrow và đón em ấy. Thì em rất xin được cảm ơn chị đã dành ra chút thời gian để công ty feedback. Xin chào chị.